Hello anh em, hôm nay mình quay lại Mobile, Alabama thăm nhà sau mấy tuần làm ở bên Hawaii. Rồi sẵn đây mình lên nhà chú Hiệp chúc mừng sinh nhật chú. Rồi cũng giống như là chia sẻ với anh em cái cách mà anh em mình ở bên đây tổ chức sinh nhật hay là ăn nhậu sau ngày làm việc như làm sao ha. Rồi có gì mời anh em cùng với mình. Thấy mấy con sò này cái nhớ nghề dễ sợ anh em, là lúc gia đình mình mới qua Mỹ đó. Ở đây là nhờ cái mấy con sò này mà nuôi sống mình này. Rồi cũng lâu lắm mình không có làm, bây giờ chắc quên nghề. Còn bây giờ thì anh em cùng với mình bắt đầu coi anh em đốt lửa nướng than này nọ chuẩn bị ăn nhậu ha. Cũng chờ lâu lắm rồi đó. Chú Hiệp chơi kỳ anh em, kêu 3 giờ lên, mình tưởng 3 giờ lên là sẽ chỉ ngồi xuống và nhậu xỉn say rồi hát hò thôi. 2 giờ lên còn phải phụ ráp cái lò nướng, rồi coi nướng, rồi phụ nướng này nọ nữa. Nhưng mà mình đây cái cảnh này cực kỳ dễ thương luôn, giống ở bên mình ha. Chỉ ra ngoài ngồi trải cái tấm bạc, tấm ra, cái tấm chiếu giống như mình ở dưới quê mình ở ngoài giường vậy đó. Ở đây tại vì không cái kiểu mà xong phải là sống trong cái khu nhà, trong mấy cái subdivision á, thì nó khó hơn ở đây, kiểu này thì vui nè anh em. Cái chỉ cần trời đẹp đẹp cái kéo tấm bạc ra rồi cái cà hát hò nhậu nhẹt. Còn ở đây nè, mấy con sò này làm cho mình nhớ về nghề hồi xưa đó anh em. Lúc gia đình mới qua nhờ mấy con sò này mà cứu sống gia đình mình nè. Mà lâu lắm rồi, của thế kỷ trước lận. Lâu lắm rồi không làm, giờ chắc quên. Mà thời đó một bao sò như vậy có mười mấy 20 đồng mà. Bây giờ nó mắc kinh khủng rồi nè. Mắc lắm, cả trăm trăm mấy gì luôn á. Mà ngon ghê, mấy con sò này cực kỳ bự luôn nè. Mắc ha. Cái ba cái này làm cho nó bị nhiễm ô nhiễm nước cái sò nó. Ít lại cho nó mắc lên nè. Nhiều quá, đúng rồi. Còn cái này anh em mình quá quen thuộc rồi ha. Mà nghe nói năm nay là mấy con này cũng hơi hiếm á, bị hạn hán ở bên Louisiana hay sao á. Rồi có mấy con này nó chết nhiều hay là nó không có bò ra như sao nha. Bữa kia nghe mấy anh kia nói vậy, mà không biết chính xác không. Nói vậy chắc anh em mình cười chết rồi. Nhưng mà thôi kệ, có ăn là cũng mê mà nó còn hơi mắc nha anh em. Giỏi ta. Mấy tuần trước mình có qua cái đảo Maui ở Hawaii, có nhà những cái người bạn làm chung á.
họ là người bản xứ ở trên cái đảo đó đó. Họ cũng nướng gì nè, cũng hay nướng lắm, nhưng mà họ không có đốt than như mình. Họ chặt cái củi to tổ bố vậy đó, cái đốt đốt bên thì cái nướng nướng nhìn cũng đã lắm, mà nó lâu tàn nó khỏi tốn than luôn. Mà mấy anh ở bên đó đã lắm anh em. Nó chỗ đó bên mấy cái chỗ đó nó không có kiểu mà đi săn hay là câu, không có cần giấy phép á, nên anh tôi gặp mấy con nai hay là mấy con heo rừng á là cứ rủ mình qua làm thịt hoài à. Nhất là gà quá trời nhiều luôn em. Lẹ vậy ta? Cho ta nướng không rồi ta? Ừ. Củ của sò đó đó. Thì để sẵn mình lia sơ sơ vài món cho anh em thèm chơi với mình nha. Thì mấy kiểu mà sườn nướng kiểu Korea chắc của Hàn Quốc hả? Rồi crawfish thì của chú Hiệp với Trà My luộc bán luôn, vừa bán vừa ăn luôn. Rồi cái nồi bún riêu hả? Bún riêu của không biết của anh chị em nào làm nữa. Nhìn hấp dẫn quá. Rau thì nhìn đã luôn nè, đủ thứ loại nhân luôn. Chắc mình phải làm một tô trước. Nhưng mà làm cái này rồi no rồi sao ăn mấy cái món kia ta? Chắc phải chờ ăn mấy món kia rồi ăn. Mấy cái giò này đã nè. Kiểu mà mình có răng tốt tốt á, chập chập ngon á. Cái này bác Quang nấu. Có cái này vui nè, cái lò karaoke kẹo kéo nè. Hồi xưa thì mình phải kéo một cái dàn tổ bố đồ bự ha, này bây giờ dễ. Để cái này ra cái bật cái điện thoại lên cái là ca hát đã. Cái bữa nào mình cũng làm cái quá. Nãy giờ mình cứ đĩa cái món sườn này. Xong rồi anh Thảo anh kể cái món mực này rất là ngon luôn. Bây giờ nghe nói anh Thảo anh kể là bây giờ người ta đóng lạnh á, đóng lạnh kiểu mà bỏ trong cái bao nước trước, người ta mới bỏ mực vô nên nó cực kỳ tươi luôn. Đem qua tới đây hay là một thời gian á, nó vẫn còn tươi như là mực mới bắt lên vậy, tươi xanh luôn. Mà nhìn đã lắm. Thế hồi cái gì mình ăn dùng mấy miếng cho anh em coi. Tại là do người nướng á. Ở thôi vậy. Cái gì kỳ vậy? Nói là đẹp tự nhiên đẻ cũng giống Hiệp. Ông nhắc mặt đi mà, chưa có được đẹp.
Ông em hai đứa gái, đứa nào giống em, đứa sau giống ba nó. Con gái có lo gì, có gái không giống mẹ. Cứ giống ba nó đi rồi, cái gái nào giống mẹ nó từ không có. Nó giống mẹ nó nó không chỗ à, nó giống ba nó. Ở trong mình thấy nó còn trong không? Nó còn trong là nó chưa chín. Đó nó phải đục thì chắc chắn nữa. Dày quá. Dày quá. Đó đúng rồi. Đang tác nghiệp. Đúng rồi đó, đúng rồi, đang tác nghiệp. Mà mới đang tác nghiệp được. Mới được. Đó là tâm đây. Đang tác nghiệp luôn á. Bữa nay quên lính nói lâu lâu phải nghe để chắc chắn chứ mình làm bất đề của Rocky mà có giận. Vào lên. Nói nói kìa. Đây ạ. Nói kìa. Rồi, cho bộ. Quá ngon, quá ngon. Hình như bên Việt Nam mấy cái tiệm bán này là người ta luộc sơ sơ rồi nó mới để lên người ta nướng à. Nó dễ cạy hay sao á. Mấy ăn sòn quá ngon người ta. Mà người ta
bán nữa. Bây giờ muốn cho bán cũng được mà không làm đấy. Ở thành phố, nếu như anh quay baby hôm nay mấy cái xe này đi, có thể lấy đây thì gặp mấy nô buồn. Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em cùng với mình lên nhà Hiệp với Trà My dự cái mừng sinh nhật của Hiệp hôm nay ha. Rồi hẹn gặp lại mấy anh em trong mấy video sau.